Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Phát triển Mẫu Việt Hiên. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phần tiếp theo của bài hướng dẫn cách may áo cô đổ 2 giây, phần 2, phần thân trước của áo. Mình đọc lại các số đo: dài áo 57cm, vòng cổ 36, vòng ngực 84, vòng lai 86. Vòng lai thì dài áo đến đâu thì các bạn sẽ đo vòng lai tại vị trí đó. Ngang vai 34. Và bây giờ mình sẽ đi vào phần thiết kế thân trước của áo. Đầu tiên là các bạn sẽ kẻ một đường thẳng dọc. Và một đường thẳng ngang cách biên giới một khoảng trống. Mình đặt điểm là điểm A. Từ điểm A này mình sẽ lái xuống là dài áo. Thì dài áo sẽ bằng số đo là 57cm. Và mình kẻ một đường ngang. Và mình đặt điểm này là điểm B. Từ điểm A này mình sẽ lấy qua là ngang cổ. Ngang cổ thì bằng vòng cổ chia cho 5. Vòng cổ của mình là 36, chia cho 5 thì được là 7,2cm. Tiếp theo, từ điểm A chúng ta lấy qua là ngang vai. Ngang vai thì bằng vai chia cho 2. Vai của mình là 34 chia 2 thì được 17cm. Và mình đặt điểm này là điểm C. Từ điểm C này mình sẽ kẻ một đường thẳng dọc và vuông góc với cái đường ngang trên không. Từ điểm C này mình sẽ lái xuống là 34cm. Theo công thức là hạ xuôi vai bằng vai chia cho 10. Vai của mình là 34 chia 10 thì được là 34cm. Và đặt điểm này là điểm C1. Sau đó mình nối C1 và A1 lại. Từ điểm C1 này mình sẽ lái xuống là hạ nách. Hạ nách thì bằng vòng ngực chia cho 5. Vòng ngực của mình là 84 chia 5 thì được là 16,8. Mình làm tròn là 17cm luôn. Sau đó mình sẽ kẻ một đường thẳng ngang vuông góc của đường dọc và đi ngang qua điểm hạ nách. Từ điểm D này mình sẽ lấy qua là ngang ngực. Thì ngang ngực sẽ bằng vòng ngực chia cho 4 và cộng thêm cho 1 sinh cử động. Vòng ngực của mình là 84 chia 4 thì được là 21 và cộng thêm cho 1 sinh nữa là 22 sinh. Mình đặt điểm này là điểm D1. Và từ cái điểm này chúng ta lấy vào là 2,5 sinh. Sau đó mình sẽ nối từ điểm C1 xuống. Và cái đoạn thẳng này mình sẽ chia ra hai phần bằng nhau. Sau đó thì mình sẽ nối xéo qua điểm D1. Và cái đoạn thẳng xéo này mình cũng chia ra hai phần. Tiếp theo là mình sẽ nối xéo. Và mình chia đôi. Sau đó thì mình vẽ vòng nách. Các bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Tiếp theo, từ điểm D này mình sẽ lái xuống là 15cm, là hạ eo. Mình đặt điểm này là điểm Y. Từ điểm Y này mình sẽ lấy qua là ngang eo. Ngang eo thì sẽ bằng cho là ngang ngực và trừ cho 2,5cm. Thì ngang ngực của mình là 22, trừ 2,5 thì còn lại là 19,5cm. Mình đặt điểm này là điểm Y1. Từ điểm B chúng ta sẽ lấy qua là ngang lai. Ngang lai thì bằng vòng lai chia cho 4 và cộng thêm cho 1 sinh cử động. Vòng lai của mình là 86 chia 4 thì được là 21,5. Và cộng thêm cho 1 sinh cử động nữa thì chúng ta được là 22,5 sinh. Sau đó mình nói cái điểm D1, Y1 và B1 lại với nhau. Mình sẽ dựa vào các cái đường thẳng này mình sẽ vẽ lại cái đường sườn. Từ điểm B1 mình sẽ lấy lên là 1cm. Từ điểm B mình sẽ lấy xe vạt xuống là 1,5cm. Sau đó mình vẽ đánh cong lên như thế này là mình được cái lai áo. Từ điểm C1 mình sẽ lấy vào là 3cm.
sau đó mình vỉ một đường thẳng song song với cái đường thẳng của vòng nách, song song với cái vòng nách, và từ cái điểm giao nhau với cái đường vai mình sẽ lấy xuống là 8 cm, và từ điểm này mình lấy lên là 4 cm. Sau đó mình nối hai điểm đi lại, mình sẽ được cái cổ áo, rồi mình vỉ lại vòng nách áo. Và bây giờ mình sẽ cắt cái thân trước này ra. Thì sau khi cắt mình được như thế này, và chúng ta vỉ hai đường thẳng xéo như thế này. Sau đó mình sẽ dùng kéo mình cắt ra như thế này. Tiếp theo là chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng dọc và một đường thẳng ngang vuông góc. Sau đó mình sẽ đặt cái thân trước vào. Cái góc này nó sẽ trùng với đường dọc này. Và cái cạnh trên của cái thân trước nó trùng với cái cạnh ngang này. Sau đó thì mình sẽ vỉ lại vòng nách. Và vỉ lại đường sườn cũng như là lai áo. Mình lấy dấu cái điểm eo. Và sau đó thì mình sẽ đặt kích thước nó vuông góc với đường giữa của thân áo, đi ngang qua điểm vị trí eo ở xương. Và ở dưới lai thì mình cũng đặt cái thước nó vuông góc với đường thẳng dọc giữa thân trước. Sau đó mình di chuyển cái thước tiếp giáp với cái chỗ cong lồi của thân áo. Và mình vỉ lại cái đường ngang. Sau đó thì mình sẽ vỉ lại lai áo. Cái đường cũ này mình sẽ bỏ đi. Tiếp theo là mình sẽ vỉ cái đoạn thẳng này cho nó dài thêm ra một chút. Và từ cái đường ngang này mình sẽ lấy lên là 8 cm. Sau đó mình sẽ kiểm đường ngang vuông góc. Và mình tiếp tục mình vỉ một cái đường thẳng như thế này. Sau đó từ cái điểm này mình sẽ lấy lên là 4 cm. Và cái cạnh này thì mình sẽ vỉ nó lại lại như thế này. Vị trí này thì chúng ta sẽ không có chừa thêm đường này. Đường chính giữa là vải gập đôi, mình sẽ không chừa thêm đường này. Vùng nách thì mình sẽ chừa là 0.6 cm để chúng ta may viền. Sườn áo thì 1.5 cm. Lai áo cũng là 1.5 cm. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái thân trước này ra. Sau khi cắt xong thì mình sẽ gập cái cạnh này lại. Cái phần này là phần nẹp nằm bên trong. Và mình sẽ gọt lại theo cái vòng nách. Thì như vậy thì mình đã hoàn thành cái thân trước của áo cổ độ 2 dây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video mình hay thì cho một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn tất cả các bạn.